Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng. Thưa ông Antonio Conte, ông có thể bật mí cho chúng tôi nghe về những gì mà Jose Mourinho đã thì thầm vào tai của ông sau trận đấu đó được không ạ? Hôm qua, sự phát của ai chỉ cho tôi trả lời phỏng vấn là chú Phạm. Đã đi thẳng học trò khưng, Conte mới chỉ cho tôi một chiếc chữ Phạm. Nhưng mà các anh chị yên tâm, hôm nay tôi có dẫn theo một phóng dịch viên cực kỳ giỏi luôn. Anh này là phóng dịch viên của Hoa hậu Nam Em. Ảnh dịch bao hay, bao sát luôn, nên là các anh chị cứ yên tâm. Ảnh tên là John Music. Thật ra đại khái hôm đó, Mourinho chỉ chúc mừng tôi, rồi ông có nhà ý là muốn đổi Pogba để lấy hạt Kante về. Mà tôi ngu gì mà tôi chịu. Mourinho nói cái trận đấu đó, Mourinho nói với Conte là xin lỗi anh Conte, nói lại lần nữa cho em nghe được không? Nói lại lần nữa cho em nghe đi. Em có biết mỗi lần anh nói lại là anh phải khạc đàm mà có biết không? Mourinho chúc mừng rồi muốn đổi Pogba với cam khê mà anh khó chịu. Dạ. Mourinho nói là trận đó thua là do trọng tài. Trọng tài bắt thiên vị. Trọng tài chạy chậm quá mà em mua tấn công nhanh quá cho nên là ông chạy theo không mất kịp. Rồi một phần nữa là liên đoàn bóng đá anh á xếp lịch gì như á, hết gặp Liverpool rồi giờ cho gặp Chelsea rồi tuần sau gặp Man City nữa. Ông nội ai đó cho nổi. Một sóng bóng trắng.